chấn động, Tử Vi tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tý sinh năm 1965, biết được ý trời, tránh họa đắc phúc, vận may liên tiếp kéo đến, làm ăn trúng lớn, đổi đời cực giàu có. Quý cô bác anh chị tuổi Canh Tý thân mến, thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 65 tuổi rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý, con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi, cuộc đời bỗng nhẹ nhàng nếu ta không phải tuổi 65 còn lo cơm áo gạo tiền. Cuộc đời này có mấy Canh Tý được như ý muốn, trời sinh mỗi người mỗi số phận khác nhau, có Canh Tý buộc phải trải qua nửa cuộc đời khó khăn túng thiếu, phải đánh đổi mồ hôi nước mắt để có một cuộc sống dư giả tiền bạc khỏe mạnh, gia đạo thuận hòa con cái giỏi giang ngoan ngoãn, vậy nhưng vì sinh ra không gặp thời, đã vậy còn gia cảnh chẳng bằng ai, đã nghèo còn hay gặp đen đủi, mà đến khi chân cứng đá mềm, để quá nửa đời người nhiều người vẫn đầu tắt mặt tối, cúi mình khom lưng để nhận từng đồng bạc lẻ, đã vậy gia đạo sớm tối lục đục bất hòa, chung quy lại cũng chỉ vì một chút tiền, vợ chồng phản bội, con cái phản trắc, thân mang bệnh tật mà xót thương cho số phận của mình, nhưng khổ tận rồi sẽ có ngày cam lai, nhờ vậy mà họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Giới tử vi hàng đầu phương Đông phát hiện điềm báo rằng, trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Canh Tý, trời sinh số mệnh giàu sang phú quý, nhưng trước khi được hưởng phúc vận đó, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, chỉ cần hai con giáp này cố gắng nỗ lực hết mình, thì sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Đặc biệt trong tháng 4 âm lịch tới đây, dù cô bác sẽ phải trải qua thời gian chưa được suôn sẻ, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh, hung vận vẫn còn nhiều, biến động lên xuống khá thất thường, đòi hỏi Canh Tý phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về 3 điều cần tuyệt đối chú ý kiêng kỵ trong tháng 4 năm 2024 của quý bản mệnh mà chưa từng có ai tiết lộ. Vậy trong tháng 4 âm lịch năm 2024 này, bản mệnh Canh Tý, sinh năm 1965 cần phải kiêng kỵ chú ý 3 điều gì để tránh xa hung vận, chiêu cát tị hung, đón lành tránh dữ, hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết nhé. Quý cô bác anh chị Canh Tý thân mến, sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm, hơn nửa đời người, rồi bốn quay đầu nhìn lại 65 tuổi. Cũng là 65 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì nửa đời đã trôi qua rồi. 65 năm trước thịt cá, 65 năm về sau rau dưa, 65 năm trước nào là tiền nhiều, tiền ít, 65 năm về sau, nào là máy hỗ trợ lớn, hỗ trợ nhỏ, cho đến bây giờ mới hiểu ra, lúc có quyền không thể quá ác, lúc có tiền không thể quá hoang phí. 65 năm trước, thường có thiệp hồng báo tin vui. 65 năm về sau thương tâm nhìn Canh Tý bè, Canh Tý hỏng, đồng sự qua đời. 65 năm trước tin chắc rằng người có thể thắng trời. Cảm mạo uống tí nước là ổn rồi, phát sốt ngủ một giấc là xong thôi. 65 năm về sau, hết lòng tin vào số mệnh, cao huyết áp không tự nhiên đến. Canh Tý giống như Tôn Ngộ Không mang vòng kim cô khó mà thoát được. Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 65 tuổi rồi. Đối với vận mệnh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi nhắc đến tuổi Tý, con giáp đứng đầu trong chuỗi 12 con giáp, người ta thường liên tưởng ngay đến những phẩm chất tuyệt vời của người tuổi Canh Tý như sự nhanh nhẹ và khôn khéo. Tuy nhiên, những đặc điểm này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn diện về tuổi Canh Tý. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị hãy cùng đi tìm hiểu về những yếu tố mà tuổi Canh Tý sở hữu để giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. 1. Tính tình hòa nhã không thích xung đột. Trong nhiều bộ phim hoạt hình và truyện cổ tích, hình ảnh con chuột thường được đánh đồng và gắn liền với nhân vật phản diện, sống xó xỉnh, tối tăm, đôi khi thậm chí có nét xấu tính khôn lỏi. Tuy nhiên, ngược lại với hình ảnh đó, tuổi Tý đứng đầu trong 12 con giáp lại sở hữu tính cách đáng quý, hòa đồng và thân thiện với bản chất thông minh vốn có. Tuổi Tý nổi tiếng linh hoạt trong 12 con giáp, mặc dù có vẻ ít nói nhưng tuổi Tý là người hòa đồng, không ưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điều nổi bật của họ. Tuổi Tý chăm chỉ trong cả cuộc sống và công việc, họ sống hết mình và biết tiết kiệm. Sự tiết kiệm này thể hiện trong cả việc tạo mối quan hệ. Nếu không đặc biệt yêu thích họ sẽ không hào phóng. Tương tự như hình tượng con chuột thích tích trữ, tuổi Tý cũng coi trọng từng đồng tiền bản thân kiếm được. Vì vậy, việc họ tặng Canh Tý một món quà đắt tiền thể hiện tầm quan trọng của Canh Tý đối với họ, hòa đồng, tốt bụng và cũng biết cách quan tâm tới người khác. Tuổi Tý không đề cao xung đột và hướng tới cuộc sống trong môi trường vui vẻ, phần nào cũng nhờ vào khả năng giao tiếp xuất sắc của mình. 2. Giỏi giao tiếp, đôi khi Canh Tý sẽ bắt gặp một người tuổi Tý nói,
Nhưng điều này không phản ánh hết thực tế, bên trong họ tuổi Tý chẳng bao giờ hoàn toàn yên tĩnh như vẻ ngoài họ thể hiện. Đây chính là lý do tại sao người tuổi Tý được yêu mến và có nhiều canh Tý bè, những người sinh năm Tý thích tham gia các hội, nhóm canh Tý bè, thậm chí họ còn có xu hướng hình thành bè phái. Canh Tý nghĩ rằng họ đang cố ý cô lập một ai đó khi hình thành bè phái như vậy, đúng không? Nhưng thực tế điều này mang lại cảm giác an toàn cho họ khi có nhiều người xung quanh. Họ khao khát một môi trường canh Tý bè ấm áp và thân thiện. Canh Tý có thể dễ dàng tìm thấy người tuổi Tý trong vòng canh Tý bè hoặc đồng nghiệp, cộng sự thân thiết của mình. Khả năng gờ tiếp tốt của người tuổi Tý bao gồm cả khả năng giữ bí mật tốt. Tuy nhiên, họ lại là chuyên gia trong việc nắm bắt được bí mật của người khác. Người tuổi Tý hiếm khi bỏ qua cơ hội nào giúp họ thu thập được tin tức. Mặc dù điều này giúp họ phục vụ cho các tính toán và kế hoạch của bản thân chu toàn hơn, nhưng đôi khi tập trung quá vào điều này lại khiến họ trở nên cứng nhắc. 3. Khả năng thích ứng nhanh. Những người sinh năm Tý sẽ đạt được thành công như mong đợi dù họ làm gì. Với vị trí dẫn đầu trong 12 con giáp, họ có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi nhanh chóng. Tâm hồn phiêu lưu của người tuổi Tý thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, tự tin đối mặt với thách thức cho tới khi đạt được mục tiêu bằng sự điềm tĩnh và tinh thần tỉnh táo. Cùng với khả năng trực giác nhạy bén, tuổi Tý luôn theo đuổi con đường mình đã chọn. Đồng thời, những biến cố và khó khăn trong cuộc đời chỉ là cơ hội để họ khai thác tài năng thông minh, liên tục thực hiện những kế hoạch riêng của mình, biết cách thích nghi nhanh với cuộc sống. Người tuổi Tý không chỉ đạt được những mục tiêu của họ mà còn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Điều này giúp họ thu hút sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Ngoài ra, những người sinh năm Tý còn được trang bị khả năng quan sát tinh tế và tầm nhìn sâu sắc, hình tượng chuột với khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt, luôn biết khi nào phải bỏ chạy khi có dấu hiệu nguy cơ. Tương tự, người tuổi Tý cũng tránh được nhiều khó khăn nhờ vào khả năng nhạy bén của họ. Tháng 4 âm lịch được dự báo sẽ là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi canh Tý. Khi các phương diện cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc, nhiều thử thách xuất hiện đòi hỏi canh Tý phải kiên trì và cố gắng thật nhiều nếu muốn vượt qua. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh thấy công việc của mình khá bấp bênh, thiếu vững chắc, nhiều thay đổi bất ngờ xuất hiện khiến canh Tý hoang mang, lo lắng, thậm chí đánh mất định hướng của mình. Nhiều đối thủ, đồng nghiệp cạnh tranh cũng khiến canh Tý luôn phải gồng mình làm việc, khó có lúc thảnh thơi. Tiểu hao cho thấy, chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có nhiều thuận lợi, canh Tý nên thận trọng nếu có ý định đầu tư, kinh doanh trong thời điểm này. Tốt nhất là nên hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần hạn chế chi tiêu, các khoản chi nhỏ cộng gộp cũng khiến canh Tý tốn kha khá tiền. Theo tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi canh Tý âm lịch, phương diện tình cảm cũng không tích cực hơn. Vợ chồng canh Tý thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ canh Tý tự đặt cái tôi của mình lên quá cao nên không chịu nghe theo lời khuyên của người ấy. Đến khi rắc rối xảy ra, hai người lại quay sang trách móc nhau. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cần xác định rõ tinh thần là sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, trở ngại. Trong thời điểm tháng 4 này, phải trải qua nhiều rắc rối ập đến, khiến cho bạn không thể lơ là, mất cảnh giác, cục diện tương xung sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực cho các mối quan hệ xã giao của bạn. Tuy nhiên, chính người tuổi canh Tý cũng cần phải ý thức được vấn đề của bản thân để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Bạn là người tài giỏi nhưng lại quá kiêu ngạo, thường tỏ ra coi thường người khác nên cũng dễ nhận lại sự phản cảm của mọi người xung quanh. Đặc biệt là với những người tuổi canh Tý đang làm lãnh đạo, quản lý, bạn quá độc đoán, chuyên quyền, không chịu lắng nghe ý kiến nhân viên nên thường tạo ra sự bất mãn ngấm ngầm trong tập thể. Và cứ tiếp tục như vậy thì đơn vị của bạn sẽ ngày càng thụt lùi, không thể nào đạt tới cái đích bạn đã đặt ra từ trước. Hung tinh âm sát xuất hiện cũng đem tới hung họa ẩn tàng, nhiều kẻ tiểu nhân rình rập, quấy phá. Lời khuyên cho người tuổi canh Tý là không nên nghe theo những lời của những kẻ nịnh hót mình. Bạn cần phải biết mình đang đứng ở đâu, chứ đừng nghe theo lời tâng bốc của người ngoài. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, người tuổi canh Tý chỉ khi nào xác định được đúng khả năng của mình và nhìn nhận đúng thực tế thì bạn mới đưa ra được những kế hoạch phát triển khả thi. Ngoài ra, trong làm ăn hay công việc, người tuổi canh Tý sinh năm 1960 nên lựa chọn người hợp tuổi làm ăn cùng với mình. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết.
Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Tuổi hợp làm ăn với người tuổi Canh Tý là tuổi Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân. Bạn nên lựa chọn những tuổi này để hợp tác làm ăn nhé. Một điều quan trọng nữa là người tuổi Canh Tý được Phật bản mệnh là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, hay còn gọi là Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt hộ mệnh. Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt là một trong những ứng hóa phổ biến nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh. Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt, công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy, những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, khi mang bên mình Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si, còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến cho người tuổi Canh Tý bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi Canh Tý chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cát, khi gặp điềm dữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Dưới sự độ trì của Ngài sẽ giúp người tuổi Canh Tý vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, Ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, sáng lạn. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Canh Tý có tam hợp là Thân Tý Thìn, tạo nên mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Canh Tý cũng kết hợp được thêm với tuổi Sửu, tạo nên nhị hợp, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và phúc khí trong cuộc sống. Trong các mối quan hệ, người tuổi Canh Tý sẽ có quý nhân phù trợ là các tuổi Thìn, Thân và hướng phú quý, may mắn là Đông Nam. Hướng Tây Bắc và Đông Bắc cục diện tương hình sẽ đem tới nhiều rắc rối cho phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý. Bước sang tháng mới cho người tuổi Canh Tý, đang có điềm báo, có lẽ sẽ nhiều kế hoạch kiếm tiền của bạn sẽ không được như ý muốn. Thậm chí bạn còn phải cẩn trọng trước nguy cơ mất thêm tiền. Sự độc đoán, nóng vội sẽ gây ra nhiều tác động có hại, khiến cho bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, người tuổi Canh Tý này cần phải học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Nếu những người có hiểu biết khuyên bạn chớ đầu tư, thì bạn nên dừng lại để cân nhắc đúng sai, nên hay không nên cho kỹ. Đặc biệt là bạn cần hết sức cẩn thận trong việc kết giao vào tháng 4 này, nhất là những Canh Tý mới bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới nào đó. Nếu như kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời hứa, lừa lọc đầu tư không đúng chỗ, khiến khoản tích lũy bấy lâu nay không cánh mà bay. Đối với người tuổi Canh Tý làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên hành chính, công nhân cũng chỉ có thể trông mong vào khoản tiền lương cứng của mình. Trong tháng 4 này, công việc không có tiến triển đáng kể cũng khiến cho các khoản thưởng nóng chững lại, bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình, chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch nếu như không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, tháng này bạn còn tốn tiền để thăm khám sức khỏe, vì thế ngay từ bây giờ, hãy nhắc nhở mình quan tâm hơn đến cơ thể của mình. Nếu như có dấu hiệu cảnh báo, thì nên đi khám ngay, càng để lâu càng khó chữa trị và tốn kém nhiều hơn. Hướng tốt là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng mới cho thấy, về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Canh Tý lại khá thuận lợi. Bạn đón nhận nhiều tin mừng đưa tới. Trong tháng mới này về phương diện sự nghiệp hay tài lộc của bạn khá ảm đạm, thì bù lại bạn vẫn có được niềm vui, niềm an ủi trong chuyện tình cảm. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên đến từ các thành viên trong nhà. Đặc biệt, nửa kia của bạn là một người dịu dàng và thấu hiểu, bạn có thể tâm sự mọi điều với đối phương để thấy nhẹ nhõm hơn nữa. Người ấy cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến tham khảo, giúp bạn giải quyết vấn đề đấy. Đối với những người độc thân, cũng có dịp để nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và cổ vũ mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Trải qua nhiều khó khăn, bạn đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, vì thế nếu như trái tim đã rung động, thì bạn nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau, rất có thể người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu. Nếu như đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân, trân trọng đối phương, hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu mối quan hệ đã chín muồi, thì hai người có thể tính tới chuyện tiến xa hơn nữa rồi nhé. Về phương diện sức khỏe,
Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, về tình hình sức khỏe lại không được khả quan cho lắm. Trong tháng 4 này, do chịu tác động của sao bệnh phù tác động làm cho bạn thường xuyên mệt mỏi, buồn rầu vì bệnh tật của mình. Người tuổi Canh Tý cần phải nhắc nhở bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, nếu như cần thiết thì đi khám bác sĩ kịp thời, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng suy nhược toàn diện. Vấn đề kém ăn, kém ngủ, nghỉ ngơi kém, thiếu bồi dưỡng, trên thực tế dù bạn mắc bệnh kéo dài, nhưng đa số bệnh tật cũng không nặng lắm. Vì thế nếu như bạn dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt điều độ, thì mọi vấn đề đều có thể được cải thiện. Cổ nhân có nói, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, có gì cũng được, miễn đừng có ôm bệnh vào thân. Dù bạn có bao nhiêu tiền tài, danh vọng lớn đến mấy, gia đình hạnh phúc bao nhiêu, nhưng không có sức khỏe, thì mọi thứ cũng như không. Cuộc đời này là cõi vô thường, có đó rồi mất đó. Lời Phật dạy về sức khỏe chỉ ra rằng, trên cõi đời này không có gì quan trọng cho chính bản thân bạn hơn là con người bạn. Người có sức khỏe có 100.000 ước muốn, nhưng người không có sức khỏe thì chỉ có một ước muốn duy nhất là sức khỏe mà thôi. Sức khỏe và bệnh tật là những trải nghiệm thông thường của kiếp sống con người. Theo lời Phật dạy về sức khỏe, thì sức khỏe và bệnh tật có nguyên lý duyên khởi nhưng không hoàn toàn, có nghĩa là định mệnh như vậy, thì làm sao chúng ta đoạn tận được khổ đau. Ví dụ như, một người nào đó mắc bệnh hiểm nghèo, lại cho rằng do kiếp trước, người ấy không tu tập thân thể, tinh thần, quan niệm này lại đi sai quỹ đạo với Phật cho rằng, chúng sanh bị giam cầm trong nghiệp luân hồi. Nhưng chính chúng ta và ý thức của mình hoàn toàn có thể thay đổi nghiệp, hoặc làm nghiệp biến mất, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp, hay u tối, là do chính những gì chúng ta làm trong hôm nay. Sức khỏe con người theo lời Phật dạy, chính là sự hòa hợp từ nhiều khía cạnh, sự hòa hợp trong chính con người mình, sự hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng. Quan tâm đến sức khỏe chính là quan tâm đến nhiều khía cạnh thân thể và tinh thần, có như vậy thì mới đảm bảo có được sức khỏe thân thể tốt nhất trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất. Cụ thể, tử vi chi tiết cho từng tuần trong tháng 4 âm lịch như sau. Tử vi tuần đầu tháng 4 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tuần đầu tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ phải cố gắng thật nhiều nếu muốn duy trì chất lượng công việc được như khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh lâm tuyệt đem tới nhiều khó khăn rắc rối, khiến Canh Tý khó tránh khỏi rắc rối vì trở tay không kịp, có thể Canh Tý sẽ phải đứng trước khá nhiều ngã rẽ, khá nhiều sự lựa chọn trong khi chính Canh Tý cũng không hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì, vì vậy mà Canh Tý thường cảm thấy mình quá bấp bênh, không bằng được người này, người khác. Những lúc thế này, đừng ngại hạ cái tôi của mình xuống và hỏi ý kiến của những người xung quanh. Những người đi trước đáng tin cậy có thể đưa ra cho Canh Tý những gợi ý hữu ích để Canh Tý có cái nhìn rõ ràng hơn về những dự định tương lai. Thêm vào đó, hãy nhắc nhở bản thân kiên trì, một khi đã bắt tay vào làm việc gì là cần phải quyết tâm đến cùng. Đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng, nếu Canh Tý quá dễ dàng từ bỏ thì công việc nào cũng dở dang, không đạt được như mục tiêu đã đề ra. Sao xấu thiên hình còn cho thấy thời điểm này Canh Tý phải đối diện với nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu muốn giành thắng lợi thì Canh Tý phải biết mình biết ta, chớ kiêu ngạo, lơ là kẻo phạm phải lỗi sai đáng tiếc. Căn cứ tử vi tuần đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Canh Tý âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tươi sáng. Canh Tý phải chịu ảnh hưởng của nhiều sao xấu, nên tiền chảy vào túi thì nhỏ giọt, tiền ra khỏi túi thì liên tục, nếu không cẩn thận thì dễ rơi vào cảnh cháy túi. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khuyên Canh Tý chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng, khinh suất, trước khi dốc vốn đầu tư hoặc mua sắm thì cần phải nắm rõ tình hình tài chính của mình. Không nên chạy theo xu hướng kẻo cuối cùng sôi hỏng bỏng không, Canh Tý là người xông xáo, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng không phải lúc nào suy nghĩ của Canh Tý cũng đúng. Vì vậy Canh Tý đừng quên lắng nghe quan điểm phân tích của người đi trước, tốt nhất tuần này cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, chớ vội vã dốc vốn đầu tư. Dù muốn kiếm tiền nhanh, Canh Tý cũng phải bỏ thời gian công sức, làm việc đường đường chính chính, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác, tự đẩy mình vào cảnh lao tù, thị phi kiện tụng. Trong việc tiêu dùng hàng ngày, Canh Tý cần hạn chế mua những món đồ không thực sự cần thiết, những khoản chi tiêu nhỏ gộp lại cũng thành một khoản tiền khá lớn. Khi túi tiền không dư giả như thế này, bớt được đồng nào là tốt đồng đó, con giáp này cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận những chuyện không vui trên phương diện tình cảm. Trước khi oán trách người khác, Canh Tý cũng cần phải xem lại cách nói năng hành xử của chính bản thân mình. Với các cặp vợ chồng, hai người nên bao dung với nhau hơn, đừng cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có gì hai người hãy bình tĩnh trao đổi với nhau,
thử đặt mình vào vị trí của người ấy, có thể canh tí sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Trong những công việc quan trọng của gia đình, canh tí không nên tự làm theo ý mình, mà cần trao đổi với người ấy nhiều hơn, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng của canh tí với đối phương. Khi rắc rối xảy ra, canh tí cũng cần bình tĩnh xem vấn đề nằm ở đâu, không nên than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho nửa kia. Xem tử vi tuần đầu tháng 4 năm 2024 tuổi canh tí âm lịch thấy, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi canh tí khá ổn định trong khoảng thời gian này. Dù nhiều áp lực ập tới, nhưng tinh thần của canh tí nhìn chung vẫn ổn định, không lo nghĩ quá nhiều. Quý nhân, thân, sửu, tiểu nhân, mùi, dậu, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số may mắn, 37, 29, 54. Tử vi tuần thứ 2, tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi sự nghiệp của tuổi canh tí trong tuần 2 tháng 4 âm lịch cho biết, công việc sẽ là mối quan tâm hàng đầu và cũng khiến canh tí chịu nhiều vất vả trong tuần này. Áp lực trong tuần khá lớn, đến từ những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh, khiến canh tí gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang việc về nhà làm, chủ yếu do tháng này tí phạm cục diện tương hại. Lại thêm cả nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn, tiểu nhân cũng lăm le rình rập, chỉ cần canh tí gây ra một sai sót dù nhỏ cũng có thể viện cớ đó để buông lời gièm pha. Hạ bệ uy tín của bản mệnh, các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì chính bản thân canh tí cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu nên sự nghiệp xuất hiện mối nguy không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các đầu mục công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, tuổi canh tí vẫn có thể tạo ra đột phá bất ngờ mặc cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Trước khi đưa ra các quyết định lớn, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ, càng chớ nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, canh tí nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp kẻo rước họa vào người. Trong các mối quan hệ xã giao, canh tí cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối. Có ngày bị phản lại, thực tế hung vận khá lớn, nhưng tuần này canh tí vẫn có các tinh giải thần và tử vi ngầm tương trợ. Chỉ cần có nỗ lực thì ắt có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hãy cứ hạ quyết tâm và theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi canh tí sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi tuần thứ 2 tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, vấn đề tài chính của người tuổi canh tí chẳng những không tăng là mấy, mà còn xuất hiện nhiều nguy cơ bất lợi. Nhắc nhở bản mệnh cần tính toán cho cẩn thận, dù có thiên tài chiếu mệnh, song vận may không là bao so với vận hung mà tương hại và nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra cho vận khí tuần mới của tuổi này. Theo đó, tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến, thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Tuần này nếu canh tí có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm thì đã có thể coi là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hung vận lớn còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn, nếu không đủ tỉnh táo rất có thể canh tí sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Trong tuần nếu có nhận được những lời mời gọi đầu tư kinh doanh, bản mệnh chớ vội tin ngay vào những hứa hẹn lợi nhuận vì không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Rất có thể phía sau đó còn rất nhiều bẫy sập và rủi ro mà canh tí không lường hết được. Ngoài ra, nếu đang muốn tham gia trò đầu cơ, cờ bạc cá độ đỏ đen thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu cứ giữ tâm lý được ăn cả ngã về không thì không cẩn thận sẽ trắng tay không chừng, chi tiêu cần liệu cơm gắp mắm. Tốt nhất có kế hoạch rõ ràng để không rơi vào tình trạng vay mượn, nhưng quá mức thắt chặt chi tiêu cũng khiến cuộc sống thêm căng thẳng. Thay vì như thế, bản mệnh nên lựa chọn cuộc sống phù hợp với thu nhập hiện tại hoặc tìm thêm việc tay trái để kiếm thêm nguồn thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Nhân duyên của canh tí trong tuần thứ 2 tháng 4 âm không mấy lý tưởng, chẳng những các mối quan hệ trong công việc có phần xa cách và nhạt nhòa, mà tình yêu lứa đôi cũng xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao ở trạng thái không nóng không lạnh, nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể phá hỏng những ấn tượng tốt mà đôi bên đã xây dựng trong quá trình hợp tác bấy lâu. Canh tí sẽ cần thêm khéo léo để duy trì giữ mối hợp tác làm ăn. Còn trong chuyện tình cảm cá nhân, các cặp đôi ngày càng mất kiên nhẫn với nửa kia nên rất thiếu sự vun vén và chẳng ai chủ động hâm nóng mối quan hệ. Chính thái độ hờ hững của canh tí có thể khiến nửa kia thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng canh tí không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Tình hình sức khỏe của canh tí trong tuần có dấu hiệu sa sút, những mối bận tâm chăn trở trong cuộc sống và công việc dần hình thành áp lực tâm lý khiến thể trạng của canh tí khó được đảm bảo.
Tinh thần bất ổn có thể đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày, là nguyên nhân sinh ra nhiều tật bệnh, triệu chứng khó chịu. Nếu tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ thiếu điều độ, thì sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, bạc, xám, con số may mắn, 58, 42, 91. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần 3 tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, tuổi Canh Tý hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong tháng này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là tuần có sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm chính quan độ mệnh, tuổi Canh Tý cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó, thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhẹn của Canh Tý. Tuần này cũng cho thấy Canh Tý có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, Canh Tý cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, tuần này Canh Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chủ hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh cầu lợi, Canh Tý có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tuần thứ ba này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều cát tinh, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân đấu đá, cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, thắng không kiêu, để tránh rước thị phi. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Tý cũng có một tuần vượng tài, vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì Canh Tý cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay Canh Tý đồng hành đáng tin cậy. Và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, Canh Tý cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, Canh Tý cũng không nên liều lĩnh, tốt nhất Canh Tý chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có, buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh. Làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại, tài chính dư giả, nên Canh Tý muốn gì làm nấy, không ai ngăn được. Canh Tý cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Vận đào hoa của tuổi Canh Tý khởi sắc mạnh mẽ trong tuần thứ 3 tháng 4 âm này nhờ tam hợp đứng bóng, điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên. Bản mệnh đi đâu làm gì cũng được chào đón và quý mến, không những công việc thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Về tình hình sức khỏe trong tuần thứ 3 tháng 4 âm, nhìn chung tuổi Canh Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Quý nhân, Thân, Hợi, tiểu nhân, Mão, Dậu, màu sắc may mắn, đen, xanh da trời, con số may mắn, 57, 59, 39. Tử vi tuần thứ 4 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch, người tuổi Canh Tý do bị nguyệt lệnh lâm bệnh tác động khiến tâm lý sinh bất ổn, Canh Tý phải đối mặt với nhiều bôn ba, phiền muộn, kéo theo tử vi tháng cũng nhiều trở lực, lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh, vận trình công việc xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, Canh Tý bè, cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến Canh Tý vướng vào rắc rối thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể. Công việc thường phải một mình cáng đáng dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản, tuổi này thiếu đi động lực cần thiết để làm việc hăng say, cũng vì thế mà bản mệnh hành động thiếu sáng suốt, không quyết đoán, do dự khi đứng trước sự lựa chọn nào đó, nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại,
Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc tính tình người tuổi này trở nên nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện, thậm chí nhiều tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng, vì thế mà họa tiểu nhân khó tránh. Do đó, trong giao tiếp, Canh Tý cần chú trọng đến ngữ điệu, ăn nói có chừng có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi. Đi đâu làm gì mà không giữ được bình tĩnh, hành động lỗ mãng sẽ rất dễ bị người khác nói xấu sau lưng, tìm cách quấy phá. Trong tuần cuối này có thêm sự xuất hiện của thiên ấn cát tinh, cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể. Khối lượng công việc liên tục dồn xuống, trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn nên thường xuyên cảm thấy quá tải. Khi cảm thấy đầu óc không thể tập trung, làm mãi mà hiệu suất vẫn không được như ý, Canh Tý nên cho bản thân một khoảng tạm nghỉ để sạc lại năng lượng. Bên cạnh đó, Canh Tý cũng nên cố gắng điều hòa các mối quan hệ tại công sở của mình để tình hình khó khăn hiện tại sớm được cải thiện. Tử vi tuần cuối của 12 con giáp âm lịch cho biết, phương diện tài lộc của người tuổi Canh Tý trong tuần này không quá khả quan. Do có tiểu hao gây họa hao tài đe dọa, do đó, Canh Tý cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tuần này, nguồn thu nhập chính trong tuần chủ yếu vẫn dựa vào chính tài, thứ tài chưa có sự khởi sắc, thậm chí còn thụt lùi. Nhưng hiệu suất công việc giảm sút cũng sẽ gây bất lợi cho thu nhập hàng tháng của Canh Tý. Do đó, nếu là người làm công ăn lương, Canh Tý nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong bảo toàn được túi tiền của mình. Trong tuần cuối này nguyệt lệnh lâm bệnh tại Tý, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến Canh Tý có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Do đó, Canh Tý nên hạn chế những việc quan trọng có sử dụng đến tiền. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có, chứ đừng ham đầu tư là dễ mất mát. Nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen khi vận khí đang nhiều hung hiểm như này. Kẻo nguy cơ rỗng túi khá cao, vận may tiền bạc sẽ không đến với người không chịu làm, lười biếng và mang tâm lý ăn sẵn, đừng ôm cây đợi thời. Tuần cuối tháng này, Canh Tý còn được khuyên nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của Canh Tý, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc xuất hiện ở hướng đông nam, tuổi Canh Tý lưu ý không tiến hành động thổ, hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này, kẻo tài khí rất dễ bị tổn hao. Ngoài ra, nhằm thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng đông nam ngôi nhà. Về tình cảm, người tuổi Canh Tý độc thân có vẻ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn cả. Trong tháng có ngũ hành tương sinh ủng hộ trong mối quan hệ vợ chồng. Chỉ cần tuổi Canh Tý có đủ kiên nhẫn để xử lý vấn đề, đôi lứa vui vẻ tâm đầu ý hợp thì gia đạo vẫn khá êm ấm. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Canh Tý kết hợp với hung tinh thiên hình, nhắc nhở tuổi này cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe, bởi thể chất của Canh Tý có dấu hiệu đi xuống, dễ ốm đau vặt hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển giao thông, lao động chân tay, có thể dẫn tới thương tật, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, áp lực từ công việc, cuộc sống cũng khiến bản mệnh lao tâm khổ tứ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần. Cần hết sức thận trọng, Canh Tý nên chú ý cân bằng tâm lý, cũng như thời gian làm việc và nghỉ ngơi và học cách giải tỏa áp lực. Quý nhân, thân, thìn, tiểu nhân, mão, ngọ, con số may mắn 39, 47, 28, màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Quý vị thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Tý là ngày nào? Và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé! 1. Trong những ngày sinh đại cát của người tuổi Tý là mùng 4 âm lịch. Đối chiếu với kiến thức tử vi thì người này thông minh hiếu học, tài trí siêu quần, nữ giới lấy được người chồng hiền lành chân thật, nam giới lấy được người vợ thảo hiền tài đức, những năm đầu vận trình vững vàng, ổn định, trung vận có tài sản tích lũy, hậu vận cát tường an vui, viên mãn. Mùng 9 cũng là ngày sinh đẹp, báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính, tuổi trẻ thuận hòa yên vui, hậu vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc có đức, một đời sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Người tuổi Tý sinh vào ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, có cát tinh xoay chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn, cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Ngày 25 âm lịch được xếp vào một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Tý,
Sinh vào ngày này thì nam mệnh rộng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy vợ hiền lương, nữ mệnh cần kiệm lo toan, giỏi vun vén việc nhà, cuộc sống an vui, có số vượng phu ích tử. Người tuổi Tý sinh vào ngày 30 âm lịch, thông minh hoạt bát, thích làm việc thiện, từ trung vận bắt đầu phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền đồ vô cùng rộng mở, không những nhiều phúc mà còn thọ lâu dài. Quý vị thân mến, sau 60, hãy nhớ lấy mấy câu này. 1. Sống không vì mình trời chu đất diệt. Sống hơn nửa đời người vì sự nghiệp, vì gia đình, vì con cái nhiều rồi, đã tới lúc sống cho chính mình, rồi sống thế nào vui vẻ thì sống. Làm những điều mình thích nhưng trước đó chưa có thời gian làm, đừng để ý người khác nói ra sao, vì chúng ta không sống trong mồm người khác, hãy sống cho ra chính mình. 2. Đừng để sự cầu toàn khiến bạn mệt mỏi. Sống ở đời, không thể chuyện gì cũng được như ý muốn, thiếu thiếu là một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì mệt mỏi theo đuổi sự hoàn mỹ, chi bằng thản nhiên đối mặt với thực tế, thuận theo tự nhiên. 3. Già và không già. Tuổi tác già nhưng tâm không già, dù già nhưng vẫn không già, tâm một khi đã già, dù chưa già thì vẫn cứ già. Tất nhiên khi xử lý một vài vấn đề cụ thể nào đó, cần nhận mình già thì cứ thản nhiên mà nhận thôi. 4. Quý ở vừa đủ. Sinh mệnh nằm ở vận động, nhưng đừng cố quá, ăn uống quá thanh đạm sẽ không đủ dinh dưỡng, nhiều cá, nhiều thịt quá cũng không hấp thụ kịp. Quá an tĩnh thì cô đơn, có náo nhiệt thì mệt đầu, phàm là chuyện gì cũng hãy có một kế độ nhất định. 5. Là một người thông minh, người ngu dốt tự tạo bệnh cho mình, uống rượu bia, hút thuốc lá ma túy, háu ăn, kẻ vô tri, đợi bệnh đến. Đợi bệnh tới mức không chịu được nữa mới đi bệnh viện, người thông minh phòng bệnh hơn chữa bệnh, đối xử tốt với mình là đối xử tốt với cuộc sống. 6. Đừng bước vào vùng sai lầm, khát rồi mới uống nước, đói rồi mới ăn cơm, mệt rồi mới nghỉ ngơi, buồn ngủ rồi mới đi ngủ, bệnh rồi mới đến bệnh viện, tất cả đều đã muộn. 7. Tư duy hướng lợi và tư duy có hại. Bước vào tuổi lục tuần, chất lượng cuộc sống cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào phương thức tư duy hướng lợi nghĩa là phàm là chuyện gì cũng hãy suy nghĩ theo hướng có lợi. Dùng tư duy này thiết kế cuộc sống những năm tháng tóc bạc, có vậy cuộc sống sẽ tràn đầy sức sống và sự tự tin, mỗi ngày trôi qua cũng thú vị và phong phú hơn. Tư duy có hại là phàm là chuyện gì cũng suy nghĩ rất tiêu cực, sống qua ngày với sự bi quan, sớm muộn gì cũng lão hóa rồi chết sớm. 8. Học cách vui chơi giải trí. Chơi cũng là một nhu cầu cần thiết của người già, hãy ôm lấy cho mình sự hồn nhiên như con trẻ, lựa chọn trò chơi mình yêu thích, để rồi từ trong đó hấp thụ niềm vui và sức sống, rèn cho mình suy nghĩ rằng có thua cũng không tức giận, không tính toán so đo. Về mặt thể chất và tâm lý, người cao tuổi cũng chỉ nên có sự phấn khích vừa phải để hình thành nên một vòng tuần hoàn tích cực. 9. Làm một người già hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh ý chỉ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh và đạo đức lành mạnh. Tinh thần khỏe mạnh đề cập đến khả năng chịu đựng, khả năng tự kiểm soát và các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của người cao tuổi. Đạo đức lành mạnh đề cập đến sự quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, cởi mở, rộng lượng và sẵn sàng cống hiến. 10. Hòa nhập vào với xã hội. Con người là loại động vật xã hội, không tách ra được khỏi quần xã của mình. Sống quá đơn độc dễ dẫn tới các vấn đề về tâm lý. Cần phải tích cực tham gia các hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động xã hội, thể hiện giá trị bản thân. Đây là một phương pháp sống vô cùng lành mạnh. 11. Kết giao bạn bè. Cuộc sống về già nên đa tầng, đa nguyên hóa và phong phú. Chỉ có một, hai người bạn vẫn chưa đủ, hãy có cho mình một nhóm bạn. Tình bạn và câu chuyện của mỗi một người bạn trong nhóm sẽ giúp nuôi dưỡng và khiến cuộc sống trở nên phong phú nhiều màu sắc hơn. 12. Đau buồn, sức chịu đựng. Sự kiên nhẫn, hóa giải và loại bỏ nỗi đau của một người cuối cùng phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Thời gian là bác sĩ tốt nhất, điều quan trọng là bạn chọn cách sống như thế nào trong khoảng thời gian đó. 13. Thuận theo tự nhiên. Nếu bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện trạng, vậy thì hãy thuận theo tự nhiên đi vậy. Đây có lẽ chính là một sự giải thoát, phàm là chuyện gì cưỡng cầu quá sẽ không được, dưa chín ép quá cũng không ngọt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các canh tí. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.